Lionel Messi đã thực hiện một cú đá phạt trực tiếp đẹp như tranh vẽ vào lưới của Colombia trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2018. Messi đã thực hiện cú sút bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành của Colombia. Thủ môn Ospina dù bay người hết sức nhưng cũng không thể nào cứu thua được. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên của Mr. Zero, được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Trong bóng đá hiện đại, những cú sút phạt hàng rào luôn đem đến những cảm xúc bùng nổ và khiến người xem không thể rời mắt. Đã có những cú sút phạt xuất sắc đã được lưu truyền trong lịch sử bóng đá thế giới và trở thành thương hiệu của những siêu sao thực hiện nó. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những pha đá phạt huyền thoại xứng đáng được chiêm ngưỡng lại nhé! World Cup 2002 chứng kiến rất nhiều trận cầu để đời và trận tứ kết giữa Brazil gặp Anh là một trong số đó. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Selecao, trong đó bàn thắng ấn định chiến thắng của Ronaldinho còn được lưu truyền như một siêu phẩm sút phạt mẫu mực. Từ khoảng cách hơn 40m, Rô Vẩu thực hiện một cú đá phạt với quỹ đạo cực kỳ khó tin. Bóng tạo ra một đường cong kỳ ảo vượt qua đầu của thủ thành Simon rồi bay vào lưới. Bàn thắng này thực sự đã khiến cho mọi cổ động viên của đội tuyển Anh chết lặng trên sân khi đó. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đội tuyển Đức trong chiến dịch World Cup 2018, đầy thất vọng của họ. Phút 90+5, những cổ xe tăng được hưởng một quả phạt trực tiếp ở rìa bên trái vòng cấm. Khi mà nhiều người đã nghĩ đến đường tạt bóng, thì Toni Kroos lại đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Với sự giúp sức của Marco Reus, tiền vệ mang áo số 8 tung cú cứa lòng ảo diệu khiến bóng nằm gọn trong mảnh lưới của đội tuyển Thụy Điển. Chuyển đến Bayern Munich thi đấu khi đã ở phía bên kia sườn dốc sự nghiệp, Xabi Alonso vẫn có những pha bóng chứng tỏ được đẳng cấp của một ông chủ tuyến giữa. Có cơ hội ở một góc sút phạt thuận lợi, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có cú sút phạt cực kỳ tinh tế. Alonso đã quyết định thực hiện một cú đá chìm thay vì sút hay đưa bóng vượt qua hàng rào. Tình huống xử lý của anh đã đánh lừa hoàn toàn hàng thủ Werder Bremen và dễ dàng đưa bóng vào lưới. Toàn bộ thủ môn trên thế giới đều cực kỳ lo lắng khi mà thiên tài Lionel Messi bước lên chấm đá phạt và tình huống này tiếp tục minh chứng điều đó. Ở một vị trí không quá thuận lợi, cái chân trái của Mbunga vẫn biến pha bóng này trở thành một siêu phẩm đá phạt. Cú sút của Messi đưa bóng đi vòng qua hàng rào và khiến mọi nỗ lực cản phá của thủ môn Colombia trở nên vô nghĩa. Còn với những người hâm mộ M10, điều này dường như đã quá quen thuộc với họ. Không phải là một cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, nhưng tình huống dàn xếp đá phạt này của câu lạc bộ New York Red Bulls cũng mang lại độ hiệu quả rất cao. Cầu thủ mang áo số 16 đã tung ra cú bấm bóng chính xác cho đồng đội ở bên phải đang băng súng. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, tiền đạo này tiếp tục thực hiện đường chuyền bằng đầu
để một cầu thủ khác dễ dàng lập công. Công Phượng vẫn được nhiều người hâm mộ ưu ái đặt cho cái tên Messi của Việt Nam. Không chỉ sở hữu vóc dáng cũng như khả năng đi bóng giống M10, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng có những pha đá phạt khiến nhiều người trầm trồ. Từ ngoài rìa vòng cấm, Công Phượng tung cú sút phạt, đưa bóng chạm xà ngang và bật vào gôn. Pha xử lý của cầu thủ quê Nghệ An khiến thủ môn đối phương đứng chôn chân trong khung thành. Từ cự ly 40m, những người mơ mộng nhất cũng khó nghĩ đến chuyện được chứng kiến một cú đá phạt thành bàn. Tuy nhiên, với Hakan Çalhanoğlu, cầu thủ được mệnh danh là vua sút phạt mới của châu Âu, thì đó lại là một câu chuyện khác. Cựu cầu thủ Hamburg đã bất ngờ tung cú sút hướng thẳng về phía khung thành Dortmund. Quyết định táo bạo này của Çalhanoğlu đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt khi bóng rót thẳng vào lưới trong nỗ lực cản phá tuyệt vọng của thủ thành Weidenfeller. Từ Liverpool, Real Madrid cho đến Bayern Munich, Xabi Alonso vẫn luôn là một chân sút phạt cực kỳ đáng tin cậy của đội bóng. Nhận trách nhiệm đá phạt, cầu thủ người Tây Ban Nha đã thực hiện cú vuốt lòng trong sở trường cực dẻo. Dù bị trượt chân, nhưng cú sút của anh vẫn đưa bóng nằm gọn trong lưới. Tình huống dứt điểm tuy không quá mạnh, nhưng cực kỳ xoáy và hiểm hóc. Cho đến nay, Nani vẫn mang lại nhiều tiếc nuối đối với các cổ động viên Manchester United. Sự nghiệp bị hủy hoại vì chấn thương, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn có những khoảnh khắc chứng tỏ được phẩm chất thiên tài của mình. Từ một vị trí mà không nhiều cầu thủ dám sút thẳng, tiền vệ của Fenerbahce vẫn quyết định hướng trái bóng thẳng về khung thành. Bóng từ chân Nani đi với quỹ đạo của chiếc cầu vồng và tạo nên một siêu phẩm để đời. Neymar chính là nhân tố quyết định giúp đội tuyển bóng đá Brazil giành được chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử quốc gia này. Ở giải đấu này, cựu cầu thủ Barcelona cũng đã chứng minh được đẳng cấp siêu sao của mình với một cú sút phạt thần sầu. Ở khoảng cách hơn 30m, Neymar tung cú sút phạt căng như kẻ dĩ. Cú dứt điểm đưa bóng đi lách hàng rào, bay thẳng vào góc gần và không cho thủ môn Colombia một cơ hội nào để cản phá. Có lẽ những cú sút phạt đẳng cấp vừa rồi đã làm hài lòng mọi khán giả khó tính nhất trên thế giới. Và để chứng kiến thêm nhiều tình huống đá phạt thần sầu cũng như những video thú vị khác, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.